Không phải mỹ nhân Việt nào cưới chồng đại gia cũng có được cái kết viên mãn, vẫn có người nhận về trái đắng khiến ai nấy đều xót xa. Trai tài sánh đôi với gái sắc là quy luật bất thành văn từ xa xưa, nên không quá bất ngờ khi khá nhiều sao nữ vi biết xinh đẹp lựa chọn cưới chồng đại gia. Người may mắn sẽ có cuộc sống như bà Hoàng, người không may thì có cuộc sống chỉ toàn nước mắt. Năm 2018, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lan Khuê bất ngờ quyết định lên xe hoa cùng danh nhân Tuấn John. Sau khi kết hôn, Lan Khuê sống cùng chồng trong ngôi biệt thự giác vàng, trang hoàng lộng lẫy theo kiến trúc châu Âu. Sau khi sinh con trai cho Tuấn John, Lan Khuê tập trung chăm lo gia đình và cơ sở spa dành cho em bé, hạn chế tham gia công việc giải trí hơn. Cuối năm 2019, Bảo Thi kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh. Đám cưới của cô tổ chức trang trọng tại một nhà hàng 6 sao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại gia Phan Lĩnh còn mang cả siêu xe trị giá 15 tỷ đi rước dâu, khiến ai cũng phải trầm trồ. Dù bận rộn với kinh doanh, nhưng chồng Bảo Thi luôn dành thời gian đi du lịch cùng vợ. Hậu đám cưới, Bảo Thi ít hoạt động giải trí và chủ yếu cùng chồng đi nghỉ dưỡng sang chảnh, đầu tư công việc kinh doanh mỹ phẩm. Nói về làm dâu hào môn thì hiếm ai có thể sướng qua Á hậu Thúy Vân. Sau khi kết hôn với đại gia Nhật Vũ vào tháng 7 năm 2020, Thúy Vân có được cuộc sống hạnh phúc khó ai sánh kịp. Thúy Vân được cả chồng lẫn gia đình chồng yêu thương, cưng chiều. Hiện tại cô đang mang thai nên mẹ chồng Thúy Vân còn đích thân xuống bếp nấu món ăn tẩm bổ cho con dâu. Cũng cưới đại gia nhưng Nhật Kim Anh không may mắn như vậy. Năm 2014, cô kết hôn cùng doanh nhân Bửu Lộc tại Cần Thơ. 3 năm sau đó, họ ly hôn trong im lặng và Nhật Kim Anh giao quyền nuôi con trai lại cho chồng cũ. Tuy nhiên, đến giữa năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ kiện chồng cũ với lý do phía gia đình vị đại gia này không cho cô gặp con. Sau đó, cô còn tố chồng cũ từng đánh đập mình. Đến nay, vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con này vẫn chưa có kết quả. Kim Anh nhường quyền nuôi con, chứ không phải là mất quyền nuôi con. Kim Anh điều chỉnh lại, tại vì có rất là nhiều báo sai lầm khi ghi cái chữ mất quyền nuôi con. Mất quyền nuôi con tức là chị phải sai cái gì, chị phải phạm cái gì, chị phải như thế nào chị mới bị mất quyền nuôi con. Chính vì vậy cho nên hôm nay Kim Anh muốn chia sẻ để mọi người hiểu hơn. Có thể thấy, cũng cưới chồng đại gia nhưng không phải mỹ nhân nào cũng gặt hái được kết quả như ý. Dù lựa chọn cưới đại gia hay người bình thường đi chăng nữa, thì điều quan trọng mà khán giả vẫn mong mỏi nhất là những người đẹp V-Biz có thể tìm được hạnh phúc riêng. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.